Thảo Ngân xin kính chào quý vị thính giả đã tới với podcast của báo Sức khỏe và đời sống. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Ngân sẽ kể cho quý vị một câu chuyện như thường lệ nhé. Hồi còn là sinh viên, tháng nào cũng vậy, tôi đều gọi cho mẹ. Alo, mẹ đây ạ. Sắp đến ngày đóng học phí, rồi tiền ăn tiền nhà trọ rồi ạ. Mẹ tôi trả lời, ừ, để ngày mai mẹ hỏi vài người, 3 hôm nữa mới tới phiên chợ, mẹ mới có tiền con ạ. Đó là những lời hội thoại qua chiếc điện thoại bàn, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, hết chiến tranh bố rời quân ngũ về đoàn tụ với gia đình, rồi lam lũ với đồng ruộng để chăm lo cho chúng tôi. Tôi từng nghĩ cuộc sống này cứ yên bình và phẳng lặng như mặt hồ thôn Chu quê tôi vậy. Nhưng đâu biết rằng để có tiền gửi cho tôi hàng tháng, bố mẹ tôi phải lam lũ, phải vay mượn, thậm chí phải bán đi những bổ thóc, những mẹ gà, những con chó con vào những ngày chợ phiên. Nhưng bố mẹ tôi vẫn vui và vẫn lam lũ ngày đêm lao động, không mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy chúng tôi trưởng thành. Dù cho đất quê cằn cỗi, thiên tai, bão lũ, mất mùa, nhưng những khó khăn đó bố mẹ tôi chẳng bao giờ nói ra cả. Vì đối với họ, con cái là động lực, là nguồn năng lượng lớn nhất để phấn đấu. Trong mỗi bữa cơm ở quê, bố mẹ tôi chỉ ăn cơm với rau dưa, với cá đồng. Nhưng với tôi, bố mẹ không bao giờ để tôi phải khổ. Mùa đông lạnh, bố mẹ mang trên mình vài bộ đồ cũ kỹ, nhưng lại sắm cho tôi rất nhiều quần áo mới. Đi học rồi ra trường lập nghiệp ở xa quê, mỗi lần gọi điện mẹ tôi lại ân cần. Khi nào sắp xếp được thời gian thì nhớ về quê thăm mẹ con nhé. Rồi cuộc sống cứ cuốn tôi đi, mái tóc bố mẹ tôi cũng đã bạc, từng nếp nhăn hẳn sâu với dáng lưng còng, ngày một thêm còng. Nhiều lúc nhìn lại tôi cũng nghĩ, giữa dòng đời bộn bề và tất bật, đã bao lâu rồi tôi chưa về thăm quê, thăm mái nhà tranh, thăm vườn sai trái và thăm cả bố mẹ nữa. Hồi còn nhỏ thì ai cũng mong mình thật lớn nhanh, thật nhanh chóng để trưởng thành, để thoát ly khỏi xóm núi đất cằn. Tới khi đi khắp nơi rồi mới biết, quê hương đúng là chỉ có một, và nhà chính là nơi yên bình để ta về. Tiền bạc hay danh vọng sẽ không có gì quý bằng tình cảm của gia đình, không có gì được bằng ở bên cha mẹ. Vậy nên tôi luôn tâm niệm rằng, dù tôi bận rộn hay dù ở nơi đâu, thì phải dành thời gian để ở bên bố mẹ, đừng để sau này phải hối tiếc bất cứ một điều gì. Có những lúc nước mắt tôi đã từng chảy thành dòng khi mẹ vừa bắt máy. Mẹ ơi, công việc của con hôm nay có chút rắc rối, con muốn về nhà quá. Thì lúc đấy mẹ trả lời, làm gì cũng phải bình tĩnh và giữ sức khỏe con ạ. Nếu mệt mỏi quá thì về đây với bố mẹ, ở quê mình có đủ cả. Hôm nay ở công ty có mấy việc không tốt, vậy mà chỉ nghe giọng mẹ an ủi, tôi đã chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Giữa dòng đời bận rộn như vậy, nếu như không sống xa nhà thì chẳng làm sao hiểu được những phút giây mà bố mẹ đã dành dụm cho mình, làm sao hiểu được những hương vị đặc biệt của bữa cơm quây quần gia đình, đầm ấm, rộn tiếng nói cười. Chẳng bao giờ bố mẹ thể hiện tình thương bộc lộ ra ngoài, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được thứ tình yêu âm thầm đó khi chúng tôi đã đủ lông đủ cánh để ra đời. Có lẽ giờ đây chúng ta đủ lớn để vẫy vùng, để có thể làm việc bất cứ nơi đâu, thậm chí đã có những địa vị và chỗ đứng vững chãi trong xã hội. Nhưng đó không bao giờ là vĩnh viễn, mà chúng ta có thể bị bỏ rơi, có thể thất bại bất cứ khi nào. Nhưng với bố mẹ thì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nhà vẫn là nơi an toàn và bố mẹ vẫn là nơi bình yên để ta trở về. Mình đã đọc ở đâu đó một câu nói đại loại như là: khi chúng ta không tìm thấy hạnh phúc thì về nhà đi, một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ, nhà chính là hạnh phúc. Bởi vì ở đó có gia đình, có những người luôn ở bên, luôn bao dung và yêu thương mình. Đó là nơi duy nhất cho mình cảm giác bình yên, khác hẳn với những náo nhiệt ồn ào nơi phố xá. Về đến nhà chúng ta không còn phải vật lộn để trưởng thành. Về đến nhà chúng ta chỉ là đứa trẻ thơ đòi mẹ nấu cho những bữa cơm, thì thoảng cũng phải nũng nịu muốn bố bóp cho quả trứng. Có khi thì đùa nghịch với em trai hay bị mẹ quát khi đi quét sân chậm. Về tới nhà đúng là về với tuổi thơ, về với những ngây ngô như nắng sớm.
Nhà không chỉ là nơi bão rừng sau cánh cửa, nhà còn là vườn ươm cho những hoài bão lớn lao. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn để chúng ta tự lập, bước đi, tự vấp ngã, tự đứng lên. Bố mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi chúng ta phải làm nghề này, nghề nọ, chẳng bao giờ thúc ép chúng ta phải trở thành ông nọ bà kia. Chỉ mong rằng sau này con cái có thể mạnh mẽ, tự nuôi lấy bản thân, tự có một cuộc sống thật an yên. Bố mẹ nào cũng vậy, ngày qua ngày cứ âm thầm làm việc và gửi gắm vào giấc mơ nơi con cái. Nhìn vào những hy sinh lo toan của cha mẹ, chúng ta thấy rằng khó khăn hiện tại đúng là chẳng thấm vào đâu cả. Và quan trọng nhất, ở nhà có những người thân đang chờ đợi chúng ta về, có bố mẹ, có những miền ký ức ngọt ngào nhất mà chúng ta từng có. Chúng ta có thể quên cơn đau ở lần vấp ngã đầu tiên khi mới tập đi, nhưng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt âu yếm của mẹ. Đứng dậy nào con, mẹ biết con làm được mà. Cơn đau ấy là tức thời, còn tình thương của mẹ là vĩnh cửu. Có thể chúng ta không đủ sức ghi nhớ chính xác về ánh mắt nụ cười ấy, từng từ trong câu động viên của mẹ, bởi lúc đó chúng ta còn quá nhỏ. Nhưng rõ ràng tình thương và lòng tin mà mẹ dành cho ta là thứ gì đó lạ lùng vô cùng. Có những chuyện xảy ra một tháng, một năm hay 10 năm chúng ta sẽ quên và đưa câu chuyện đó vào hai từ ký ức. Vui hay buồn với những hoài niệm ấy thực chất chỉ là cảm xúc tức thời. Nhưng khi buồn, dù năm nay, sang năm hay 10 năm nữa, chúng ta vẫn có một nơi mà tìm thấy được sự bình an trong tâm hồn, đó chính là nhà. Một nơi để chúng ta trở về, để có những vững vàng, dũng khí, tiếp tục bước ra, đối đầu với mọi khó khăn thử thách. Đó là nơi có mẹ, có cha, là nơi duy nhất ta có thể tìm thấy tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ hao mòn. Đó là nơi duy nhất ta biết mình an toàn, là nơi duy nhất biết mình được yêu thương vô điều kiện. Chúng ta có thể quên rất nhiều thứ trong đời, có thể quên ngay cả niềm vui, nỗi buồn mà mình đã trải qua. Nhưng có một miền ký ức sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của ta, bởi miền ký ức ngọt ngào ấy được tạo nên từ tình yêu của cha, của mẹ. Nhiều người vì cuộc sống mưu sinh mà phải gác lại nỗi nhớ quê hương, xa gia đình, cha mẹ để lên đường mở ra tương lai cho cuộc đời. Khoảng cách về địa lý cũng là một điều gì đó làm cho con người ta cảm thấy buồn. Khi phải đối mặt với một khó khăn về vật chất lẫn tinh thần, những bon chen hay lửa bịp trong xã hội, chúng ta cần lắm được trở về nhà, về với vòng tay mẹ và tựa vào cha để thấy rằng chúng ta không cô đơn. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì hoàn cảnh gia đình hay vì khoảng cách địa lý mà chúng ta phải chôn giấu vô vàn cảm xúc trong trái tim. Thế nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, dành ra một phút để gọi điện về cho cha mẹ cũng là cách quan tâm những người yêu thương dù không được gặp nhau. Xa nhà chúng ta phải trân quý những giờ phút được ở gần gia đình trong những ngày ngắn ngủi nghỉ phép. Hay cần hiểu hơn những lo toan yêu thương của bố mẹ để xót xa khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên mái đầu. Và hãy cố gắng vươn lên, sắp xếp cuộc sống và tìm cho mình một chốn dừng chân yên bình để cha mẹ không phải buồn lòng vì những đứa con. Xa nhà chắc hẳn là một thử thách và cuộc sống xa nhà, xa cha mẹ sẽ dạy cho chúng ta nhiều thứ để nhận ra rằng người ta xa là để lớn, xa là để trưởng thành. Nhưng các bạn hãy nhớ, con người ta có rất nhiều nơi để đến nhưng sẽ chỉ có một chốn để quay về. Tới đây, podcast của báo Sức khỏe và đời sống đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.